thì bà con đồng đạo cô bác anh chị em dự lễ Phật mẫu, thì đến nay dùng bánh xèo tổ bánh xèo từ thiện Hòa Hảo, ăn ngon lành nha, giờ về lo tu hành tinh tấn, ăn gặp Phật gặp thầy của mình, ăn dự hội hôm qua, mẫu nhiêu đó.